Thưa quý vị, ngày mùng 1 tháng 11, một tòa án ở Indonesia đã tuyên phạt mức án là 2 năm tù đối với giám đốc điều hành và ba lãnh đạo khác của Afi Pharma, công ty sản xuất siro ho nhiễm độc khiến hơn 200 trẻ em nước này đã tử vong vào hồi năm ngoái. Mức án này thấp hơn mức đề xuất là 9 năm tù. Các công tố viên cho rằng Afifama đã không kiểm tra các nguyên liệu do nhà cung cấp gửi đến mà dựa vào các chứng chỉ chất lượng và an toàn sản phẩm do họ cung cấp. Luật sư bị đơn cho biết công ty phủ nhận sơ xuất và đang xem xét khả năng kháng cáo. Afifama là một trong bốn công ty bị cáo buộc cung cấp thuốc ho nhiễm độc trong cuộc điều tra của cảnh sát Indonesia. Cuối năm ngoái, nhà chức trách đã thu hồi giấy phép sản xuất thuốc của Afifama cũng như các sản phẩm của công ty này do vi phạm các quy định về sản xuất.